Xin chào quý vị và bà con nông dân. Do không khí lạnh tiếp tục dồn xuống phía Nam nên khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ ở vùng núi và phía Đông Bắc Bộ. Trời lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 18 đến 21 độ. Nhận định mưa ở khu vực Bắc Bộ có thể kéo dài sang ngày 9 tháng 4. Với quá trình nhiều mây, có mưa, trời sẽ chuyển rét về đêm và sáng. Vùng núi rét hơn và kéo dài trong ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến khoảng 22 đến 25 độ. Riêng khu Tây Bắc ban ngày trời có thể vẫn hửng nắng, với mức nhiệt ở ngưỡng 24 đến 27 độ, có nơi cao hơn. Không khí lạnh tác động cũng sẽ gây mưa rào và dông trên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ giảm xuống ngưỡng 22 đến 25 độ, khu vực Trung Trung Bộ là 26 đến 29 độ. Nơi có thời tiết nắng ráo nhất là các tỉnh phía Nam. Ở khu vực Tây Nguyên, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán yếu, nên nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng 1 đến 2 độ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Còn Nam Bộ, cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ, trưa chiều oi nóng. Thưa bà con, hiện nay vào cao điểm mùa nắng, trái dừa xiêm ở địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre rất được ưa chuộng. Nhu cầu giải khát của người dân khiến giá tăng vọt, giúp các nhà vườn tăng thu nhập. Tiền Giang và Bến Tre hiện có hơn 30.000 hecta cây dừa xiêm chuyên canh. Đây là loại cây dễ trồng, chi phí đầu tư thấp và khả năng thích ứng với hạn mặn cao. Ở thời điểm này, dù cao điểm khô hạn, nguồn nước ngọt giảm dần, nhưng các vườn dừa xiêm vẫn tươi tốt, cho năng suất khá. Khép lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.